trò chơi ngừng phục, chỉ có ta biết xâm lấn thực tế chương 270. Lâm thần vô liêm sỉ, ngay cả hắn ta cũng sợ bản thân mình. Kinh thần đột nhiên thấy người trong mộng nói chuyện với mình trong trận đấu, một lúc không phản ứng kịp. Tình huống này là sao vậy? Tiểu vi, ngươi đang trong trận đấu đấy. Liệu rằng, ngươi cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm của ta chăng? Ngay cả trong trận đấu cũng phải cảnh báo cho ta. xuống thanh kiếm khổng lồ chém xuống lúc này không chỉ có cát vi nhiều khán giả đang xem cũng kêu lên ngạc nhiên ừ kinh thần hãy cẩn thận tình huống này là gì thế đây không phải là mục tiêu của trận đấu sao trận đấu chứ ta có bị nhầm lẫn không người này hắn ta chọn hai cái tên à tại sao cái thanh kiếm này được rồi cái thanh kiếm này chém xuống ở phút cuối cùng, kinh thần mới phản ứng, hắn ta thốt lên hai từ. Ồ kẹt. Sau đó, hắn ta ngay lập tức tập hợp tiên lực. Nhưng, tập hợp tiên lực cũng mất thời gian chứ. Trong một giây đồng hồ, lớp khiên có thể chống lại được bao nhiêu nguồn sát thương. Kinh thần cũng hét lớn đồng thời, một sức mạnh hùng vĩ phun ra từ trong cơ thể hắn ta, xông lên trời để đối đầu với đòn chém của lâm thần. Giang. Hai sức mạnh va chạm trầm hai sức mạnh phá vỡ ngay lập tức kinh thần bay lên và bị hất ra xa người hạng một trên kim bảng này cũng rất mạnh mẽ thật không thể tin được hắn ta vẫn còn sống lâm thần nhìn thấy rõ ràng trong khoảnh khắc mà kinh thần bị tấn công một bộ giáp xung quanh hắn ta đã bị chém thành từng mảnh nhưng trước khi giáp bị phá hủy một khiên xuất hiện thay mặt kinh thần chịu đựng một lượng lớn sát thương thật xứng danh hạng một trên kim bảng dường như trang bị của kinh thần cũng khá đáng kể. Hơn nữa, với sự tồn tại như kinh thần, chắc chắn hắn ta cũng có nhiều biện pháp để tự bảo vệ bản thân. Đòn đánh này của lâm thần có thể cắt đi 70% máu của hắn ta, đó là một thành tích khá tốt rồi. Phốc phốc. Kinh thần nôn ra máu. Tiếp theo, tất phải dựa vào ngươi. Ánh mắt của lâm thần tìm kiếm vị trí của moi. Bá bá bá. Moi xuất hiện cô ấy vừa tay là một cú đánh mạnh từ phía sau khiến kinh thần bị choáng ngay sau đó moi cắt cổ kinh thần nhưng sau khi cô ấy chỉ thực hiện cú đánh thứ hai chưa hoàn thành hành động kinh thần đã tỉnh lại hắn ta nhanh chóng né tránh cú đánh này đúng vào mắt kinh thần a à, lúc này kinh thần đã bị một kiếm của lâm thần chém gây tổn thương nội tạng tổn thương bên ngoài cũng rất nặng nề hắn ta không còn khả năng chống trả nữa trước con dao của moi hắn ta chỉ có thể trốn né kết quả là một viên mắt cũng đã bị cắt đi kinh thần nhìn thấy tình hình những người khác trong tiên linh tộc nhanh chóng đến hỗ trợ vì không còn cách nào khác moi đành phải rút lui còn kinh thần dù còn sống nhưng đã bị thương nặng đang dùng dược thảo để điều trị vấn đề là một con mắt của hắn ta đã hoàn toàn nhắm lại a à, kẻ đê tiện ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Kinh thần hét lên. Lâm thần, kẻ trơ trẽn và không biết xấu hổ. Đối với điều này, lâm thần chỉ gian đôi tay, biểu thị. Liên quan gì ta đâu. Ta chỉ là một kiếm chém chệt thôi. Phốt phốt. Kinh thần lại nôn máu một lần nữa. Hạng nhất kim bản. Kinh thần. Thực sự, rất mạnh mẽ. Kỹ năng vạn kiếm quy khư của lâm thần ngay cả những kẻ tam chuyển sơ kỳ thực lực cường giả, nếu không có trang bị và sủng vật đặc biệt tốt, thật sự không chắc có thể chịu được cú đánh này. Nhưng, trong tình huống bị tấn công bất ngờ, kinh thần vẫn còn sống. Thật sự, điều này rất mạnh mẽ. Nhưng dù sao, dù hắn ta có mạnh đến đâu, hắn ta cũng chỉ là hạng nhất kim bản ở cấp 2 chiến trường. Cú đánh này của lâm thần vẫn làm hắn ta bị thương. Thậm chí, kinh thần đã mất một món trọng bảo do đó và sau đó, cuộc tấn công bất ngờ của Moi đã làm hắn mất một con mắt. Bây giờ, kinh thần đang ăn đang dược, nhanh chóng hồi phục. Nhưng, mắt thì không thể quay lại được. Hắn ta đã trở thành một món quà của Moi. Cho ngươi, ghê tởm. Moi nói, cô không muốn cái đồ chơi này. Nhìn nó thật tởm. Liếm chó trong mắt, ta cũng không cần. Ai cần không? Lâm thần hỏi mỉa mai. Phốc phốc, kinh thần lại khạc nhổ máu giết người trừ tâm trả lại cho ta ta sẵn sàng trao đổi bằng một món trọng bảo trang bị chính sao nhị chuyển thế nào kinh thần không khỏi nói một cách bất đắc dĩ là một người đẹp trai thuộc tiên linh tộc hắn ta phải sống sao khi không còn mắt thậm chí có lẽ hắn ta còn không đủ tư cách để trở thành liếm chó của các vi tiên tử các vi tiên tử là ai trước đây Kinh thần là hạng nhất kim bản Nhưng các vi tiên tử cho dù nửa con mắt cũng không coi ra gì Bây giờ đã trở thành một độc nhãn long Muốn lấy lại Cũng được Lâm thần cười Rõ ràng là không dễ dàng như vậy để kinh thần lấy lại con mắt Lúc này Lời của Lâm Thần bị gián đoạn bởi một sự việc Bởi vì Trên bầu trời Kim bản lại xuất hiện một lần nữa Trước tiên là moi xếp hạng của cô đã tăng lên. Hiện tại xếp hạng 30 đã nhận được phần thưởng. Trận chiến tại di tích này đã có không ít kẻ mạnh thiệt mạng. Những cường giả này đều nằm trong kim bản, nhưng hiện tên họ đã biến mất, vì vậy xếp hạng của moi tăng lên nhanh chóng. Hành động của cô đối với kinh thần, mặc dù là việc chém một kiếm, nhưng việc kinh thần vẫn là người đứng đầu thiên bản thật sự quá mạnh mẽ và đã mang lại cho moi những điểm lên hạng này. Vì vậy, xếp hạng hiện tại của moi vẫn chưa gây tranh cãi sau đó kim bản tiếp tục cập nhật cuối cùng đến lượt lâm thần hiện tại hắn ta đã trực tiếp leo lên vị trí thứ hai vị trí đầu tiên đã thay đổi tên là vi tiên tử còn kinh thần hắn ta đã rớt xuống vị trí thứ ba đúng vậy kinh thần đã rớt hạng nhiều người kinh ngạc kêu lên Wow, nếu ta không nhầm thì đây là lần đầu tiên kinh thần rất hạn phải không? Chết tiệt, người đứng đầu suốt hàng nghìn năm, bị người mới này một đao chém xuống đỉnh thần đàn à. Thật bình thường, kinh thần đã bị chém mất một món trang bị trọng bảo. Món trang bị này đã làm tăng điểm kinh thần đến mức đó, chắc chắn là một món trọng bảo. Nhưng món trọng bảo cũng không thể chống lại một kiếm của lâm thần à. Lâm thần cũng mạnh thật. Đừng quên rằng hắn ta chỉ ở nhất chuyển cảnh giới đẹp con mợ, liệu người đứng đầu kim bản lần này sẽ bị một người ở giai đoạn nhất chuyển như lâm thần đoạt lấy không? Không thể nói chắc, hiện tại người đang ở phía trên lâm thần là vi tiên tử. Huynh đệ, ta nghi ngờ ngươi đang lái xe. Các cuộc đối thoại của các tộc khác nhau khiến lâm thần cảm thấy hơi im lặng. Mọi thứ đều tốt, tại sao lại bất ngờ trở nên lạc đề? Tại sao vi tiên tử đè lên lâm thần vậy? Tuy nhiên, phân tích của mọi người vẫn khá chính xác trong đánh giá sức mạnh của kinh thần món hộ giáp bị lâm thần chặt thành mảnh thực sự là một điểm cộng không nhỏ vì vậy dù kinh thần vẫn chưa chết sau khi hồi phục bằng đan dược sức mạnh vẫn còn tuy nhiên điểm số của hắn ta đã giảm từ vị trí thứ nhất rớt xuống thứ ba không thể sánh bằng lâm thần trong khi đó vì một món trọng bảo bị chặt thành mảnh và làm kinh thần bị thương nặng sức mạnh chiến đấu của lâm thần đã được cộng thêm một khoảng đáng kể vì vậy hắn đã lên thứ hai. Khoảng cách giữa hắn và vi tiên tử cũng không còn quá lớn. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, lâm thần rất khó có thể nâng cấp trang bị và sủng vật của mình. Điều duy nhất có thể nâng cấp là kỹ năng. Tuy nhiên, trừ khi đó là cấm chú, tác động của các kỹ năng thông thường không quá lớn đến điểm số. Vì vậy, nếu lâm thần muốn giành vị trí thứ nhất, hắn phải đánh bại vi tiên tử. Thứ hạng đã tăng lên 6 vị trí. Điều này cũng giúp Lâm Thần nhận được phần thưởng kinh nghiệm 6 tỷ. Tiếp theo, còn có 600.000 điểm kinh nghiệm linh hồn. Tiếp theo là 60 viên thánh tinh. Có vẻ như trong top 10 kim bảng, mỗi khi xếp hạng tăng lên, phần thưởng đều rất phong phú. Nếu là đứng đầu thì sao? Hãy xem Vi Tiên tử đi, ngươi sẽ biết. Cô ấy coi như đã có một vị trí số 1 và khuôn mặt lạnh lùng của cô ấy hiếm khi hiện lên một nụ cười. Rõ ràng vị trí số một trên kim bảng đã khiến cô ấy hưởng lợi rất nhiều ngay cả trong niềm vui cô ấy còn không tiếp tục trận quyết đấu với lâm thần vi tiên tử nói lạnh nhạt dường như mọi người có ý kiến lớn với chúng ta nhưng nếu thật sự muốn tiếp tục chiến đấu mặc dù chúng ta chỉ có sáu người trong tiên linh tộc nhưng nếu chúng ta bị thúc ép những viên thánh tinh này sẽ bị kích nổ nàng tiên linh lạnh lùng này thật tàn nhẫn trong tay nàng hiện tại cầm trên trăm viên thánh tinh nhiều thánh tinh như vậy đúng như một ngăn kho vũ khí hạt nhân nếu thực sự kích nổ hậu quả chắc chắn không ai thoát khỏi vì tiên tử ta khuyên ngươi bình tĩnh chết tiệt nữ nhân không thể không điên được à ta lui đi không còn vui nữa nếu tiếp tục ở đây ta có cảm giác mình sẽ không còn sống nữa chỉ là điểm quốc gia thôi dù sao chúng ta cũng không còn cơ hội Chơi cái quái gì mà mất mạng. Ta rút lui, mọi người đừng theo ta, ta chỉ chơi cùng một chút phần thưởng thôi, nước giếng không phạm nước sông, đừng gặp mà phải chết ở đây. Nhiều người trong top 10 kim bảng, xếp hạng thấp, đồng loạt bỏ đi lúc này. Ban đầu có khoảng 100 người tham gia. Trận chiến đấu này chỉ còn khoảng 20 người trái phải ở lại. Ngoài ra còn một số người khác đã bị giết ở nơi khác. Tính tới bây giờ trong toàn bộ di tích còn hơn 70 cường giả. Ai cũng không muốn bị kẹt lại ở đây. Vì vậy, những trận đấu giữa những người hàng đầu trên kim bản, những người bình thường ở dưới nên tránh xa. Nhưng lâm thần và nhóm của hắn ta không đi. Không chỉ có họ. Hổ Kinh Thiên cũng không rời đi. Còn có ưng đầu bạch, nát, ngưu đại lực, su mang. Ngoài ra còn có vi tiên tử, lâm thần, kinh thần, Bàn gia cùng zilia đúng là tất cả tốt 10 kim bản đều ở đây. Lúc này, ưng đầu bạch và nhóm của hắn ta đều vây quanh hổ kinh thiên. Mọi người chia thành ba phe lực lượng chính. Tiên linh tộc, liên minh nhân tộc và tinh linh. Còn lại là liên minh của các tộc khác. Về số lượng, cả hai phe của lâm thần và vi tiên tử đều có 6 người. Hổ kinh thiên và nhóm của hắn ta có 5 người. Về sức mạnh, vì kinh thần còn bị thương, Hộ giáp Trọng Bảo cũng đã rơi, thiếu mất một con mắt nên dù có sức chiến đấu còn lại, nhưng không còn mạnh như trước. Bây giờ có thể nói, tất cả các phe đều đang ở trạng thái cân bằng tuyệt diệu. "Ôi, sao các ngươi vẫn chưa đi?" Nàng Tiên Vi tiên tử nói với gương mặt lạnh lùng. Lâm Thần chỉ cười khúc khích, không nói gì. Có những lời không cần hắn nói. Lúc này, Lâm Thần đang nảy sinh một mưu đồ hèn hạ. Vì kim bản hắn quyết định làm một việc mất mặt thực tế nhiều người không biết điều này ngay cả lâm thần chính hắn cũng sợ mình ở phía bên kia hổ kinh thiên nói đệ đệ của ta đã bị lâm thần của nhân tộc chém bằng một kiếm ta muốn ở lại để tính toán với hắn liên quan gì đến các người nữa hổ kinh thiên nếu ngươi nói như vậy ta cũng có lời muốn nói nghe điều này lâm thần hoảng sợ nhanh chóng nuốt một viên siêu cấp ngưng thần đan sau đó nói lạnh lùng các ngươi định liên minh với tiên linh tộc để tấn công chúng ta à các ngươi có nghĩ rằng chỉ có cô ấy mới có đủ nhiều thánh tinh trong tay nói rồi lâm thần cũng lấy một số thánh tinh trong tay đến đi ai sợ ai hừ hổ kinh thiên im lặng nó nhanh chóng nói thực ra hổ ngạo thiên chỉ là em họ của ta ta không cần phải cố gắng liều mạng quá à trước đó huynh trưởng của ta ưng đầu bạch đã bị tiên linh tộc đánh thương chúng ta thực sự muốn trả thù cho hắn ta lâm thần giữa các ngươi và tiên linh tộc chắc chắn cũng có mâu thuẫn phải không người này quả là biết thay đổi lời nói nhìn thấy lâm thần cũng có thánh tinh để đối đầu với vi tiên tử nhanh chóng thay đổi quan điểm quay đầu kéo lâm thần và nhóm của hắn ta cùng đấu với tiên linh tộc nhưng lúc này vi tiên tử lại nói lạnh lùng lâm thần Chúng ta và nhân tộc của các ngươi luôn giữ một khoảng cách không gây xung đột. Ngoài ra, sau khi di tích kết thúc, cần mất ít nhất một hoặc nửa tháng nữa mới hoàn tất thanh toán trên chiến trường. Nếu ngươi thật sự làm tổn thương chúng ta, khi đó tiên linh tộc chắc chắn sẽ không khoan nhượng với nhân loại. Ngươi đang đe dọa ta à?" Lâm thần nhíu mày, ngay lập tức nói. "Ta ghét nhất bị ai đó đe dọa. Ngươi muốn làm gì? Liệu có thể hợp tác với những sinh vật kinh tởm như thế này?" vi tiên tử nói ê ê nói ai là sinh vật kinh tởm chứ ngươi mới là sinh vật kinh tởm gia đình ngươi đều là sinh vật kinh tởm đợi khi chúng ta đạt đến giai đoạn tam chuyển cũng có thể biến hình thành người còn giả bộ làm gì đúng thế kết nhất những con người như con sâu bọ phát triển cánh ở phía sau không giống con người lại tự xưng là tiên linh được rồi lời của vi tiên tử gần như làm dấy lên sự tức giận của đám đông lâm thần thật sự chúng ta không có oán thù nếu ngươi thực sự ép buộc chúng ta sẽ cùng chết vì tiên tử cảm thấy mình đã lỡ lời nhưng với tính cách kiêu ngạo của cô làm sao có thể thừa nhận sai cô ấy là tiên nữ vì vậy vì tiên tử tiếp tục thuyết phục lâm thần không được ta có thù oán với kinh thần các ngươi không có có ta đã làm tổn thương hắn ta không sao kinh thần nói là hắn đã tha thứ cho lâm thần. Khi vi tiên tử và lâm thần cãi nhau, cô còn nháy mắt cho kinh thần. Lúc này, kinh thần trắng bệt, cảm thấy rất bối rối. Cũng chẳng biết cảm thấy buồn cười hay buồn rầu. Hắn ta bao giờ mới phải chịu thế này chứ? Lâm thần. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhưng. Bây giờ, người đàn ông thực thụ là người biết co được giảng được. Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Ta sẽ nhẫn kinh thần lập tức nói đúng lâm thần ta không trách ngươi đó là kiếm ngươi đã chém lệch chuyện này cũng được lâm thần thật sự bị kinh ngạc hắn ta tên này thật sự biết kiềm chế đấy nhưng không thể như vậy nếu lâm thần không tìm chuyện làm sao hắn ta có thể có được bia đá màu vàng kim hắn ta đã làm tới đây không thể bỏ cuộc được vậy tiếp tục tìm chuyện ngươi thật sự không hận ta à lâm thần hỏi kinh thần gật đầu đúng ta không hận ngươi nhưng ta lại hận ngươi lâm thần cười khúc khích chỉ vào vi tiên tử và nói từ cái nhìn đầu tiên ta nhìn thấy vi tiên tử ta đã thích cô ấy rồi ta thật sự thích cô ấy nhưng ta nghe nói ngươi và cô ấy là cặp đôi thật là căm phẫn đây là oán thù tranh vợ không tha thứ mọi người nói phải không nghe lâm thần nói thế người đầu tiên phản ứng lại là moi cô ta trực tiếp lật trong mắt rồi lườm và chửi thầm vô sĩ a sơ cạnh bên cũng hoàn toàn bối rối điều này cũng được sao khi nào vi tiên tử trở thành vợ hắn ta còn su mang thậm chí ngay cả khi quay về sau này cô ấy đã nghĩ sẽ bắt đầu câu chuyện với tỷ muội bọn tỷ muội ác thiệt hả nói thật hắn ta ngay cả bàn gia ngay lúc này cũng không thể nhìn thẳng vào lâm thần, nhưng vẫn lặng lẽ đưa lâm thần một cái ngón tay cái, nói nhỏ. Lâm thống soái ngươi thật sự có phong cách của một vị chủ soái Lời này, lâm thần thậm chí trong một thời gian, cũng không biết nói đó là khen hay là chê hắn ta. Sau cùng, Long Duyên Đạo nhìn mặt đứng đắn nhưng những người thực sự hiểu hắn ta đều biết, gã này thật sự là một tên lão già xấu bụng. Nhưng Lâm Thần không quan tâm. Dù sao cũng không cần mặt mũi, Trời sinh không đối thủ. Thực tế, Lâm Thần đã nghĩ ra cách, trong khi bên phía Hổ Kinh Thiên tập trung ăn uống, tưởng rằng Lâm Thần và Vi Tiên Tử có một vài chuyện thú vị, hắn ta liền liếc mắt nhìn qua Vi Tiên Tử. Tiếp theo, Lâm Thần không quan tâm liệu Vi Tiên Tử có hiểu được hay không, hắn ta trực tiếp đưa ra 10 viên thánh tinh. Thực ra, vào lúc đó, trong lòng Lâm Thần rất đau lòng. 10 viên thánh tinh. Nhưng, vì có cơ hội nhận được phần thưởng từ bia đá màu vàng kim nhịn ba bên cạnh nhau buộc phải loại bỏ một bên trước trước cuộc tranh luận ác liệt trước đó đến mức lâm thần đã trở nên vô liêm sĩ đến mức gọi ai là vợ chỉ để lừa bịp một số người có da mặt mỏng cùng lúc đó khi lâm thần và vi tiên tử đang trò chuyện họ đã thông qua ánh mắt hiểu nhau và đạt được một thỏa thuận vì lâm thần và tiên linh tộc có số lượng thánh tinh nhiều nhất vậy tại sao không loại bỏ hổ kinh thiên trước và vậy Lâm thần đột ngột ném những viên thánh tinh trong tay của mình vào hổ kinh thiên. Vi tiên tử cũng ngay lập tức ném ra một số viên thánh tinh. Liền sau đó, cả hai cùng kích nổ chúng. Bung! Thánh tinh chứa đựng sức mạnh thần thánh. Đó là sức mạnh thần thánh đấy. Khi sự cố xảy ra, hổ kinh thiên hầu như ngay lập tức triển khai mọi biện pháp phòng thủ và những kẻ phản ứng nhanh nhất đã lập tức chạy trốn. Chỉ có một tên ngốc ngốc ngưu đại lực còn đang thích thú ăn dưa, kết quả bị nổ thành mảnh vụn. Hổ kinh thiên toàn bộ cũng đồng loạt bị thương, tung hoành chạy trốn. Lâm thần hơi bối rối. Thế là mạnh thế đến thế à? Sau đó, hắn nhìn vi tiên tử và hỏi. Ngươi đã ném bao nhiêu viên thánh tinh? Hừ, không nói cho ngươi biết. Vi tiên tử dường như đã trở nên thông minh. Chuyện này, chắc chắn không thể nói cho lâm thần biết, không thể để lâm thần biết mình đã tiêu tốn bao nhiêu viên thánh tinh. Lâm Thần cũng không hỏi nữa, hắn cười khúc khích và nói: "Bây giờ, chỉ còn lại hai bên chúng ta." Đầu tiên, là trong mắt của Kinh Thần, giao dịch vẫn còn hiệu lực. "Kinh Thần, ta muốn tất cả các lệnh bài trên người ngươi." "Ngươi tưởng tượng hơi quá đấy." Kinh Thần ngay lập tức từ chối. "Thật sao?" Lâm Thần cười. "Vậy thì xin lỗi nha." Mọi người đều biết, ở đây Ta là người trẻ nhất và cũng là lần đầu tiên tham gia chiến trường đế quốc. Chúng ta nhân tộc có câu, gọi là trẻ con không hiểu chuyện. Vì vậy, nếu hôm nay kinh thần không cho ta xí mặt mũi, thì ta sẽ cho sủng vật của mình trực tiếp ăn viên trong mắt của ngươi. Nói xong, lâm thần triệu hồi phi thiên thử. Dự đoán là chỉ nó thích ăn cái này thôi. Đừng! Kinh thần hoảng sợ, hắn cắn răng nói. Được, ta đồng ý trao đổi với ngươi vi tiên tử bên cạnh nhìn thấy tình trạng của kinh thần trong ánh mắt cô lóe lên một chút thất vọng cô cảm thấy rằng với lâm thần nói chuyện giá cả vẫn có thể được nếu lâm thần biết suy nghĩ trong lòng của vi tiên tử chắc chắn hắn sẽ rất ngạc nhiên chết tiệt cô nàng này làm sao mà học nhanh thế dù có nói rằng tình hình còn quan trọng hơn con người hiện tại tình hình thực sự quá xuất sắc của lâm thần có thể khiến kinh thần cảm thấy không quen thuộc Thêm vào đó, với sự tồn tại của thánh tinh, thứ này gây ra tổn thương quá kinh khủng đối với những người ở dưới cấp tam chuyển. Đó là một sự tổn thương hoàn toàn không để ý đến bất kỳ phòng thủ nào, một khi bị phát nổ, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Nhưng ngay cả những cường giả như Hổ Kinh Thiên, tốc năm của Kim Bản đều đã hoàn toàn hạ gục. Và Lâm Thần có bao nhiêu thánh tinh trong tay? Không biết. Nhưng phần mà hắn ta đã trình diễn ra ngoài đã rất nhiều. Trước đây Kinh thần cũng có một số thánh tinh Nhưng hắn ta muốn trở nên mạnh mẽ Nguồn tài nguyên tu luyện như vậy phải tiêu hao Lâm thần mới chỉ đến chiến trường Vẫn chưa có nơi để tiêu hao Đó là sự khác biệt Hơn nữa Ngay khi kim bản mới xuất hiện Không chỉ có lâm thần và vi tiên tử tăng hạng Ở phía lâm thần còn có một người tên là Moi Từ hạng 80 trở lên lên đến hạng 30 Cô ấy cũng nhận được rất nhiều phần thưởng từ thánh tinh. Nếu cô ấy cũng điên cuồng như lâm thần, sử dụng thánh tinh để liều mạng như vậy, tiên linh tộc thật sự không thu được bất kỳ lợi ích nào. Vì vậy, khi kinh thần đưa ra lệnh bài của mình, đó là của riêng hắn ta, người khác trong tiên linh tộc cũng không thể nói gì, nhưng kinh thần không nói một lời, không thỏa thuận giá cả, trong mắt vi tiên tử thì hắn ta hơi đần độn. Cách diễn đạt khá tế nhị, đần độn. Thực ra, nói một cách thẳng thắn là trông thật ngu ngốc hãy không nói về thiên phú và thực lực ít nhất trong trí tuệ trí thông minh kinh thần đã bị lâm thần nổ tung hoàn toàn vượt trội tuy nhiên vi tiên tử không chỉ rõ chê trách hành vi của kinh thần thực tế số lượng lệnh bài trong tay kinh thần cũng không nhiều chỉ có khoảng hơn 30 điểm sau khi trao đổi với lâm thần hắn ta im lặng ngay lập tức dường như tiên linh tộc không phải tất cả lệnh bài đều nằm trong một người ví dụ như lâm thần tất cả các lệnh bài đều thuộc về Lâm Thần. Phần thưởng mà Long Diên Đạo đã trao cho ba người được định mức theo thành tích tập thể. Ví dụ, điểm số mà Lâm Thần và hai người còn lại nhận được là số 1, sau đó có thể thưởng cho bàn gia, sau đó là cho hơ. Phần thưởng cho ba người đều khác nhau. Nhưng thành tích ảnh hưởng đến phần thưởng cuối cùng mà mỗi người nhận được. Điều này có thể làm cân bằng tâm lý của ba người, khiến cả ba người đều hài lòng, từ đó sẵn lòng hợp tác trong di tích sự cân bằng này được gọi là nhân văn chỉ có nhân tộc mới giỏi nhất trong việc này rõ ràng tiên linh tộc không phải như vậy khi ai đó có nhiều lệnh bài cuối cùng thì họ cũng nhận được nhiều phần thưởng hơn dưới hệ thống như vậy ai cũng không muốn để lệnh bài của mình nằm trong tay người khác điều này gọi là hệ thống phần thưởng quy tắc không linh hoạt chút nào thậm chí còn không tốt cho sự đoàn kết của nhóm lâm thần lại bắt đầu suy nghĩ sau khi hoàn thành giao dịch với kinh thần, hắn ta thu hết lệnh bài và nói với vi tiên tử. Khoảng thời gian trước khi một tấm bia đá màu vàng lại xuất hiện đã gần đến. Nhưng hiện tại, chỉ còn chúng ta hai nhóm ở đây, ngươi nghĩ sao về việc này? Hôm nay ngươi hãy nhường bia đá màu vàng cho chúng ta, ngày mai chúng ta sẽ hỗ trợ ngươi để giành lấy một tấm bia đá màu vàng khác. Điều này sao? Ha ha, nếu vậy tại sao không phải là hôm nay ngươi nhường cho chúng ta, ngày mai chúng ta mới hỗ trợ ngươi? tiên tử từ chối tự nhiên cô ấy cũng đang cho lâm thần biết rằng mặc dù hai người vừa cùng nhau đánh đuổi hổ kinh thiên và làm chúng bị thương nhưng cô không phải là kinh thần không dễ bị lừa phiền phức vậy cô ta sao lại thông minh đột ngột như vậy lâm thần lẩm bẩm nhỏ hay là chúng ta đối đầu với họ ta cảm thấy hiện tại họ cũng không mạnh moi đề xuất đừng nghịch lâm thần cúi đầu nói dù kinh thần bị thương và chạy trốn nhưng vẫn còn nhiều cường giả, chắc chắn còn có những kẻ không buông xuôi theo dõi bia đá màu vàng. Một khi chúng ta thật sự đối đầu với tiên linh tộc, cuối cùng sẽ là lợi ích của những bên thứ ba xem chiến đấu. Ngươi nghĩ, kinh thần đã nhường tất cả các lệnh bài, liệu hắn ta có không xem xét vấn đề này? Bây giờ họ không muốn đối đầu với chúng ta, chúng ta cũng phải tránh đối đầu với họ, ngươi hiểu chứ? Vậy chúng ta phải làm gì? Moi hỏi ngươi không phải là vì thấy vi tiên tử đẹp nên bị cô ấy lôi cuốn mà sẵn lòng nhường bia đá màu vàng chứ he he công chúa moi cũng đẹp lắm vậy ngươi có nghĩ ta vì cái đẹp của ngươi mà từ bỏ lợi ích riêng của mình xin lỗi ta là người ích kỷ không phải là người vì tình yêu mù quáng lời của lâm thần khiến cho moi đỏ mặt ban đầu cô ấy đã cảm thấy khó chịu không rõ lý do nên mới nói như vậy với lâm thần bây giờ khi lâm thần nói cô ấy đẹp so sánh với tiên tử nhưng không hiểu sao dù cô ấy nên tức giận nhưng lại cảm thấy vui vẻ đã có lâm thần đột nhiên sáng mắt sau đó cười chờ đợi một chút chúng ta hãy giả vờ cùng vi tiên tử giải quyết công bằng không ai được kích hoạt hình tượng sau bia đá màu vàng nhưng khi hai bên giải đố ngươi đừng nhìn bia đá màu vàng tránh bị linh hồn của ngươi bị mắc kẹt khi đang giải đố rồi ngươi tìm thời cơ phát nổ thánh tinh để nổ chúng moi nhìn lâm thần với vẻ ngạc nhiên nói ngươi cũng nghĩ ra được cách này luôn à ta nghĩ là họ không sẽ bị lừa và tại sao là ta phải nổ chứ không phải ngươi lâm thần ta nghi ngờ ngươi đang cố tình làm ta gây hấn với tiên linh tộc và cuối cùng bia đá màu vàng vẫn là của ngươi ta không làm nghe ta nói lần này cơ hội để cho ta tấm bia đá màu vàng ngày mai ta sẽ hỗ trợ ngươi hết sức hơn nữa ta còn có thể đảm bảo sau khi hai nhà chúng ta trở thành người chiến thắng lớn nhất sẽ có lực lượng từ nhiều phía đến tấn công nếu có sự việc như vậy xảy ra ngươi có thể rút lui trước giao toàn bộ lệnh bài cho ta giữ với tốc độ và năng lực của ta ta chắc chắn có thể tồn tại đến ngày thứ sáu lâm thần đang nghe truyện trên tv audio cv tiếp tục tạo ra hy vọng cho moi thậm chí cả kế hoạch trong tương lai cũng đã được lập trình sẵn tuân theo quy tắc của di tích chúng ta có tổng cộng 7 ngày. Sau 7 ngày, di tích sẽ đóng cửa hoàn toàn và không thể ra khỏi nữa. Sau đó, từ ngày mở di tích đến ngày thứ năm sẽ xuất hiện từng bia đá màu vàng. Chỉ khi bia đá màu vàng cuối cùng xuất hiện và được giải mã, chúng ta mới tính kết quả chiến đấu vào ngày thứ sáu. Điều này cũng để mọi người đều có cơ hội tranh giành thành quả của nhau. Với năng lực của hai nữ tinh linh và moi, nếu thành quả chiến đấu quá lớn, chắc chắn sẽ bị vây hãm lâm thần và nhóm của hắn cũng vậy vì vậy trong tâm trí lâm thần đã có kế hoạch từ lâu sau ngày thứ năm nếu thành quả của bọn họ và moi quá phong phú thì cho bàn da và hơ rút lui trước trực tiếp rời đi sau đó lâm thần một mình mang tất cả các tấm lệnh bài tận dụng ưu thế về tốc độ để tiếp tục chiến đấu cho đến ngày thứ sáu thậm chí khi lâm thần làm việc đơn độc còn có cơ hội phản công lâm thần không nói thẳng trên thực tế nếu có cơ hội trong tương lai, hắn ta muốn làm việc đơn độc hơn. Bởi vì khi làm việc đơn độc, hắn ta có thể không lo về đồng đội, sống thoải mái và không phải suy nghĩ về ai khác. Ngươi làm sao có thể tốt được như vậy chứ? Moi nghi ngờ. Liệu lâm thần có đang lừa mình để lấy lệnh bài của bọn họ? Nếu ngươi không tin, thì ta cũng không thể làm gì thêm. Ngươi có nghĩ rằng ta sẽ phá hủy mối liên minh giữa Long Linh Quốc và Hàng Băng Quốc chỉ vì những tấm lệnh bài này? Nếu ngươi không tin tưởng ngay cả chút việc này, thì tinh linh tộc của ngươi xứng đáng với việc không nằm trong trước cốt ba khi ta đến. Và dù ta đến hay không, giúp ngươi chiếm lấy tam hà khẩu, giành ba vị trí đầu, vị trí của ngươi cũng không ổn đâu. Lâm thần hiểu rằng Moi đã quá quen với việc đối phó với mình, chắc chắn có sự cảnh giác đặc biệt. Vậy là hắn ta phải khích lệ cô ta. Hừ. Moi thật sự rơi vào trò lừa của Lâm thần, cô ấy ngay lập tức nói. Được. Ta sẽ đồng ý với ý kiến của ngươi, nhưng cuối cùng ngươi phải đảm bảo rằng sau khi tính điểm, tinh linh tộc của chúng ta chắc chắn tiếp tục giữ vị trí trong top 3. Đó là yêu cầu duy nhất của cô ta. Thỏa thuận. Lâm thần nhẹ nhàng cười. Phần này đã xong, còn phần kia. Lâm thần cảm thấy rất bực mình. Tại sao mình, người thực sự là sát thủ, cung đồ, lại trở thành như một hoa khôi xã giao vậy? Thật là đi đàm phán với phụ nữ. Vì tiên tử, sẽ ra sao nếu chúng ta tiếp tục cãi nhau, trời sẽ tối. Liệu chúng ta phải đối đầu cho đến ngày thứ sáu chỉ vì một tấm bia đá màu vàng này? Nếu vậy, thì các chủng tộc khác sẽ được hưởng lợi. Lâm thần cười. Vì vậy, ta đề xuất chúng ta cả hai không được kích hoạt lệnh bài trên tấm bia đá màu vàng, chúng ta cách nhau 100 mét xem xét từ xa, cạnh tranh công bằng. Ai giải mã tấm bia đá màu vàng đầu tiên, tấm bia đá màu vàng đó là của ai, như thế nào? hãy cân nhắc kỹ. Bây giờ, tiên linh tộc của các ngươi cũng không còn quá mạnh mẽ, kinh thần ít nhất phải mất 2, 3 ngày để phục hồi. Các ngươi có chọn tiếp tục chiến đấu một mình, chống lại chúng ta, hay chọn liên minh giữa ba gia tộc, cùng nhau loại bỏ các chủng tộc khác, tùy các ngươi chọn lựa. Cạnh tranh công bằng, và từ nay về sau, tất cả tấm bia đá màu vàng đều như thế. Vi tiên tử hỏi. Đúng vậy. Lâm thần gật đầu tại sao ta có thể tin ngươi được rồi từ phản ứng của vi tiên tử có thể thấy rằng lâm thần hiện tại không tạo được sự tin tưởng tuy nhiên điều này là bình thường chỉ cần nhìn vào hành động của lâm thần khi chỉ rõ vi tiên tử và yêu cầu đấu đơn nhưng lại chém một kiếm vào kinh thần thì thực sự cho thấy hắn ta không phải người tốt ta có thể ký một khế ước trên chiến trường với ngươi cam kết không đâm sau lưng của ngươi như thế nào lâm thần bình tĩnh nói dù sao, người đâm sau lưng không phải là hắn ta. Hành động của Moi là chuyện của cô ta, liên quan gì đến lâm thần. Sau khi suy nghĩ một lúc và thảo luận với một số người xung quanh, Vi Tiên Tử cùng nhóm người bên cạnh cũng không muốn tiếp tục căng thẳng nữa và đồng ý. Tuy nhiên, có tiên linh nhắc nhở Vi Tiên Tử cẩn thận với chiếc bẫy từ ngôn từ của lâm thần, yêu cầu cô ta thay đổi. Vì vậy, Vi Tiên Tử nói lạnh lùng. Nếu ngươi dám ký kết khế ước với ta, cam kết vĩnh viễn không tấn công lẫn nhau thì ta mới đồng ý dường như cú đánh vạn kiếm quy khư của lâm thần đã làm kinh thần chém trúng và gây ảnh hưởng tâm lý đến vi tiên tử và các tiên linh khác thật sự với sức mạnh hiện tại của lâm thần tính cách hắn ta càng âm mưu khiến người khác không thể phòng bị vì vậy cần phải nói rõ không được tấn công sau lưng khái niệm đâm sau lưng từ đó quá mờ nhạt được chúng ta ký kết khế ước lâm thần trực tiếp đồng ý sau đó hắn ta cùng vi tiên tử bay lên không trung khi ký kết khế ước trên chiến trường tất nhiên cả hai đều sợ đối phương sẽ tấn công đột ngột vì vậy cần tìm một nơi xa xa các người khác của hai bên điều này cho phép lâm thần và vi tiên tử có cơ hội ở riêng trong mắt kinh thần không còn gì đau lòng hơn đó có phải là ký kết khế ước không không trong suy nghĩ của hắn ta đó chỉ là việc bay cùng vi tiên tử đây là một cảm giác đắng lòng khi nữ thần của mình bị một người đàn ông khác câu dẫn một cảm giác rất đau đớn đặc biệt là hai người trên đã nói chuyện một vài câu sau khi ký kết khế ước điều này càng làm tình hình thêm phức tạp hừ lâm thần tên dẻo miệng chờ đến khi ta phục hồi sức mạnh xem ta có hay không cho ngươi cũng một cú trong mắt kinh thần tràn đầy sự oán hận nói rằng hắn không căm ghét lâm thần chắc chắn là giả dối chỉ là hiện tại sức mạnh của hắn đã bị giảm sút lâm thần đã cắt đứt linh hồn hải của hắn đó là một sự thật mà kinh thần không tiết lộ vì vậy hắn phải nhẫn nại tuy nhiên hắn có thể chấp nhận việc đưa hết toàn bộ lệnh bài của mình mà không thể chấp nhận nữ thần trong lòng mình lại trở nên quá gần với lâm thần thực tế sau khi ký kết khế ước không tấn công lẫn nhau lâm thần và vi tiên tử có thể hoàn toàn không cần đề phòng khi đối mặt với nhau việc hai người đi gần nhau hơn là hợp lý đặc biệt là hiện tại, Lâm Thần vẫn đang dụ dỗ vi tiên tử. Thực ra, nhân tộc chúng ta là tộc yếu nhất trong các tộc liên minh với tinh linh tộc. Thực sự, ta là thống soái trung quân, ngươi có biết ý nghĩa của thống soái trung quân trong quân đội Long Linh Quốc không? Thành thật nói với ngươi, Hộ Quốc Công đã xem ta như một chủ soái tiềm năng nên đã cố gắng bồi dưỡng. Vì vậy, nếu tiên linh tộc muốn liên minh với chúng ta, chắc chắn nhân tộc sẽ lựa chọn tiên linh tộc làm ưu tiên. Lâm thần cười. Việc ký kết khế ước riêng không tấn công là sự thành tâm của ta, ta hy vọng vi tiên tử hiểu rằng chúng ta chỉ cầu tồn tại, không tranh đấu. Vị trí hàng đầu trên chiến trường thuộc về tiên linh tộc, nhân tộc sẽ tuân thủ, chỉ muốn tiên linh tộc ăn thịt, chúng ta sẽ uống nước miếng canh thôi. Điều này không quá đáng phải không? Các ngươi nhân tộc thật sự muốn liên minh với chúng ta, tiên linh tộc. Vi tiên tử vừa nghe, thật sự đã không hiểu ý định của lâm thần thống soái trung quân vi tiên tử hiểu rõ tầm quan trọng của vị trí này vì hiện tại chính vi tiên tử là thống soái trung quân của tiên linh tộc và chính cô cũng đã được vị thánh chủ của tiên linh tộc chỉ định là người kế vị khi tiên linh tộc xâm nhập vào tam cấp chiến trường cô sẽ được phong làm thánh nữ đây cũng là lý do tại sao kinh thần luôn theo đuổi cô bởi vì gia tộc của kinh thần là một trong bốn gia tộc lớn của tiên linh tộc nếu kinh thần có thể cưới thánh nữ gia tộc của hắn ta cũng sẽ được hưởng nhiều lợi ích. Kinh thần chính bản thân cũng rất si mê cô. Nhưng Vi Tiên tử lại không quan tâm đến điều này. Trong thực tế, Tiên linh tộc đã bắt đầu xây dựng kế hoạch cho tam cấp chiến trường. Ở tam cấp chiến trường, kẻ thù mà họ đối mặt không thể so sánh được với cấp 2 chiến trường. Vì vậy, Tiên linh tộc cũng đang có ý định tìm kiếm đồng minh. Câu nói của Lâm thần này có thể nói là chó ngáp phải rùi với những suy nghĩ của Vi Tiên tử. Vi tiên tử bắt đầu suy nghĩ. Tự nhiên, những lời của lâm thần về việc giải đố công bằng không được cô suy nghĩ nhiều. Sau đó, hai người tách nhau ra và trở về nơi của mình. Vi tiên tử còn chia sẻ với mọi người những lời của lâm thần và nói. Dường như tên lâm thần này có tầm nhìn và quan sát đại cục rất tốt, các ngươi nghĩ sao, chúng ta có thể xem xét làm đồng minh với một cường giả mạnh mẽ như vậy trong cuộc hành trình tiếp theo không? Kết quả lại bị kinh thần phản đối không được kinh thần hầu như tức giận nói ra hắn ta vẫn muốn âm mưu trả thù lại lâm thần nữa ở phía lâm thần thực tế không phải là đại diện cho long linh quốc và liên minh với tiên linh tộc hiện tại lâm thần vẫn chưa thể đưa ra quyết định như vậy hắn ta đang lừa vi tiên tử dù sao sau khi rời khỏi di tích hoàn toàn có thể không chịu trách nhiệm dù lâm thần có chịu trách nhiệm nhưng hắn ta chỉ là thống soái trung quân khi nào long diên đạo nói rằng lâm thần là người kế vị của hắn ta không có chứ thậm chí chưa bao giờ công khai vì vậy lời của lâm thần tự nhiên không có giá trị tuy nhiên lâm thần đã đứng lên phản đối điều này cũng tốt ít nhất lâm thần sẽ không còn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc gì nữa nhưng với những động thái như vậy lâm thần đã thành công khiến những người tiên linh tộc tưởng rằng hắn ta thực sự muốn cạnh tranh công bằng với mọi người cho bia đá màu vàng người thường thường là như vậy nếu hướng nghi ngờ thay đổi thì sẽ bỏ qua những điều đã nghi ngờ trước đó đó là hành vi trong tiềm thức vì vậy kế hoạch của lâm thần đã thành công cả hai bên bắt đầu tập trung nhìn chăm chú vào bia đá màu vàng trong lòng mỗi người chỉ có một suy nghĩ đó là nhanh chóng giải đố để qua cửa sau đó nhận phần thưởng. Hơn nữa, để diễn xuất thật hơn, Lâm Thần chưa tiết lộ kế hoạch của mình cho bàn gia và hơ, và dĩ nhiên Suman và Asher, hai nữ tinh linh cũng hoàn toàn không biết. Chính Lâm Thần đã đi vào trạng thái giải đố đầu tiên. Khi nhìn thấy Lâm Thần bắt đầu giải đố, người tiên linh tộc cũng thở vào nhẹ nhõm, sau đó tất cả mọi người ngay lập tức tập trung nhìn bia đá màu vàng. Chỉ có moi, không thật sự nhìn vào bia đá màu vàng. Cô ta luôn đợi chờ cho cảm giác linh hồn của mọi người bị bia đá màu vàng hấp dẫn hướng vào tầng sâu hơn. Quá trình này kéo dài khoảng 10 phút. Bởi vì câu đố trên bia đá màu vàng rất khó. Thường thì nếu giải được, ít nhất mất một giờ. Vì vậy, thời gian để thực hiện của moi rất đầy đủ. Ở phía lâm thần, cảm giác linh hồn của hắn ta thực sự bị bia đá màu vàng hấp dẫn hướng vào một không gian tối tăm và bí ẩn. Tuy nhiên, không gian này, lâm thần lại rất quen thuộc bởi vì khi hắn ta ở trong khu vực bí cảnh mộ kiếm hắn ta đã đi qua hàng trăm lần đúng vậy mộng cảnh trong bia đá màu vàng và mộng cảnh trong bí cảnh mộ kiếm giống nhau rất nhiều nhưng không giống như lần trước lâm thần không đi vào và đánh nhau ngay lập tức có một người đàn ông mặc áo đen ngồi trong đó không thể nhìn rõ gương mặt cũng không thể nhìn thấy bất cứ điều gì nhưng lâm thần có thể cảm nhận hắn ta đứng đó mang một sức mạnh khí thế vô cùng mạnh mẽ đột nhiên một tiếng nói vang lên cảm nhận đến hàng rào rồi à vậy thì lấy vũ khí và đập vỡ nó nổ lâm thần cảm nhận như tiếng sấm chói tai vang trong đầu mình vũ khí ở đâu có vũ khí lâm thần vỗ vào eo của mình wow thật là tuyệt vời mình không chỉ có linh hồn ở đây mà trang bị cũng còn đó thái cổ thiên cực ủa trong không gian tối tăm u ám vọng lên một tiếng ngạc nhiên cảm giác quen thuộc quá sau đó lâm thần rút ra vũ khí hắn ta à tiếng nói lại vang lên lần nữa lâm thần cố gắng nói chuyện ngươi có biết thái cổ kiếm tâm hiện tại thái cổ kiếm tâm nằm trên thiên cực của hắn nhưng tiếng nói ấy không đáp lại bất kỳ điều gì cho lâm thần từ khi lâm thần vào đến giờ cảm giác đã trôi qua rất lâu lâm thần không biết bên ngoài như thế nào hắn chỉ muốn ra nhanh nên không còn đợi đáp lại gì nữa mà vung lên thái cổ thiên cực thẳng vào hàng rào kết quả là thái cổ thiên cực chìm sâu vào hàng rào nhưng hàng rào không phản ứng gì cả ngược lại lâm thần phải cố gắng rất nhiều mới lấy lại được vũ khí vạn kiếm quy cư lâm thần bắt đầu tập trung ngưng tụ kiếm khí hóa ra thật là người bạn cũ của ta tiếng nói đó lại vọng lên trảm lâm thần hét lớn vạn kiếm quy cư vụt ra tấn công vào hàng rào vô dụng ngươi không thể phá vỡ nó dù cho kiếm khí của ngươi đã mạnh mẽ kiếm khí cũng đã ngưng tụ thành hình nhưng hàng rào ở đây chỉ có đao cương của ta mới có thể phá vỡ ngươi không phải là người bạn cũ của ta có lẽ ngươi đã nhận được truyền thừa của hắn ta rồi Xuất. người đàn ông mặc áo đen đột nhiên nhìn lên lâm thần sợ hãi và suýt chút nữa ngã xuống chỉ thấy người đó che mặt bằng một mảnh vải. Phần hiển thị cũng đầy những hình xăm kỳ quái. Hãy nhìn kỹ, ta chỉ dạy ngươi một lần. Tiếng của bóng đen vang lên. Trong chớp mắt, bóng đen tự ngưng tụ ra một cây đao không hề tồn tại trong tay hắn ta, và hắn ta vung qua một cách ngẫu nhiên. Quanh! Ánh đao bắn chói lọi bốn phía. Trong khoảnh khắc, 49 đao biến hàng rào thành cái sàn. Tuy nhiên, hàng rào nhanh chóng phục hồi ta sẽ tan biến ở đây sau cùng ta chỉ là một tia tàn niệm số lượng mà ngươi có thể lĩnh ngộ được hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi nói xong bóng đen từ từ tan biến trước mắt lâm thần khi này lâm thần mở to đôi mắt trong đầu hắn rõ ràng nghe thấy một tiếng nói ta là thái cổ đao thánh cũng có người gọi ta là đao ma nhất đao trảm thương khung thái cổ đao thánh lâm thần rất sốc không ngờ trong bia đá màu vàng này lại chứa đựng một tia tàn niệm của thái cổ đao thánh hiện tại tàn niệm đó đã tan biến tuy nhiên hành động chém vỡ hàng rào trước đó của hắn ta đã khắc sâu trong linh hồn lâm thần như một dấu ấn mỗi khung hình gắn liền với linh hồn hắn lâm thần bắt đầu nắm chặt thái cổ thiên cực nhưng lần này cách cầm dao thái cổ thiên cực cũng lần đầu tiên được lâm thần nắm giữ ngang tay lâm thần bắt đầu học theo cách của thái cổ đao thánh thái cổ thiên cực trong tay hắn cũng trông giống một thanh bảo đao bề mặt bắt đầu hiện ra mờ ảo vết đao cương khí bao phủ cả khung cảnh tối tăm trong bí cảnh cho đến khi ánh đao phát sáng trong chốc lát cấm chú nhất đao trảm thương khung cùng với tiếng hét lớn của lâm thần đao cương trong toàn bộ khung cảnh nổ tung ánh sáng chiếu sáng đến mức mở mắt không nổi khi lâm thần mở mắt lần nữa cảm giác linh hồn đã quay trở lại cơ thể của mình Hắn nhìn lên, tại chỗ đó, tấm bia màu vàng đã tự vận chuyển khởi động. Bên cạnh lâm thần, moi vẫn cầm trong tay thánh tinh, rồi mặt mặt ngơ ngơ hỏi cái gì vậy? Ngươi đã làm gì? Ngươi đã làm nát nó à, nhìn lâm thần ngây ngốc, sau đó nói. Ngươi, ngươi đã giải mã được bia đá màu vàng à? Chỉ mất chưa đầy 10 phút. Cô ấy ngay cả, chỉ vừa sắp bắt đầu. Kết quả là, lâm thần đã trực tiếp giải quyết câu đố của bia đá màu vàng thế ta có cần làm nữa không moi hỏi lâm thần chuẩn bị trả lời nhưng vào lúc này ánh mắt của hắn đã bị tảng bia đá màu vàng thu hút lâm thần trực tiếp lắc đầu hãy thu lại thánh tinh họ đã tỉnh rồi đừng có gây hiểu lầm gì nữa dù sao lần này bia đá màu vàng đã nằm trong tay lâm thần vì vậy màn này hoàn toàn có thể dành cho sau này lừa gạt tiên linh tộc trong lúc này Ánh mắt của Lâm Thần chuyển sang phía sau bia đá màu vàng. Đó chính là một cây đao. Trong nháy mắt, dấu vết của cây đao tan biến. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Thần như nhìn thấy hình bóng của Thái Cổ Đao Thánh. Dù chỉ là một thoáng qua, Lâm Thần phát hiện rằng ô kỹ năng của mình có thêm một kỹ năng. Cấm chú, Nhất đao trảm thương khung. Tạo ra một vết đao bằng cách tập trung đao cương, mỗi đao cương gây sát thương tương đương 7 lần cấp độ gây 3% sát thương hai chiều. Khi đao cương đầu tiên trúng mục tiêu, nhận được hiệu ứng xuyên thấu 3% của đao cương, có thể cộng dồn tới 20 tầng. Tiêu hao năng lượng mana 50.000, thời gian hồi chiêu. Một phút. Wow! Lại là một kỹ năng cấm chú. Kỹ năng cấm chú của Lâm Thần lại được bổ sung thêm. Ngoài ra, Lâm Thần đã bước vào giai đoạn đỉnh phong của thần đồ thuộc tính cũng tăng thêm 20%. Đánh giá sức mạnh của lâm thần cũng tăng lên. Trên bầu trời, kim bản xuất hiện. Vị trí số 1 trên tiềm lực bản bắt đầu thay đổi. Vi tiên tử đã rơi xuống vị trí thứ hai. Trong khi đó, lâm thần đã chiếm đỉnh. Vị trí số 1 trên tiềm lực bản. Và hiện tại, trạng thái của lâm thần chỉ ở mức đỉnh phong của nhất chuyển. Chưa đạt đến nhị chuyển. Ba bản cập nhật, có thể được xem bất cứ lúc nào trên chiến trường trên quảng trường thần thành mọi người cũng thấy ba bản đứng giữa khi lâm thần đâm thẳng vào kinh thần mọi người đã thấy lâm thần bất ngờ leo lên vị trí thứ hai sự thay đổi trên tiềm lực bản đã khiến nhiều cường giả kinh ngạc thậm chí mọi người đã cùng nhau thảo luận về điều này những cường giả trong tiên linh tộc phụ thân của kinh thần kinh kiêu tìm được long diên đạo giả vờ chúc mừng một cách giả tạo xin chúc mừng hân tộc đã có một thiên tài. Biểu cảm của Kinh Kiêu lúc đó giống như đang ăn phải cục phân. Đồng thời, cũng có thể nghe thấy trong giọng điệu của hắn ta, sự ghen tị và sự oán hận không thể che giấu. Lâm thần từ vị trí thứ 8, leo lên vị trí thứ hai. Trong khi đó, vi tiên tử đã đứng đầu. Con trai của hắn, kinh thần, lại rơi xuống thứ ba. Điều này có nghĩa là Chắc chắn lâm thần đã đụng độ với kinh thần và kết quả là kinh thần bị tổn thương nghiêm trọng. Ít nhất cũng là mất đi một món trọng bảo quan trọng. Tuy nhiên, chưa kịp để sự ngạc nhiên do lâm thần mang lại cho mọi người trôi qua, tiềm lực bản lại có chuyển động. Lần này, lâm thần trực tiếp leo lên vị trí số 1 của tiềm lực bản. Vị trí số 1 của tiềm lực bản ở giai đoạn đỉnh phong nhất chuyển một. Đây là khái niệm gì vậy? Trong lịch sử của chiến trường, chưa từng có điều này xảy ra. Ngay cả trên chiến trường cấp 1, không có ai, bất kể là người hoặc các chủng tộc khác, có thể leo lên vị trí số 1 trên tiềm lực bản trong nhất chuyển cảnh giới đầu tiên. Chiến trường cấp 1 là chiến trường sơ cấp đầu tiên, có độ khó thấp nhất, ngay cả trên đó cũng không có ai làm được điều này, chứ đừng nói đến các chiến trường cấp cao hơn. Nhưng hôm nay, mọi người đã chứng kiến khoảnh khắc này. Một khoảnh khắc mang tính lịch sử. Trước chưa từng có, dường như cũng không có sau này người đạt vị trí đỉnh phong của tiềm lực bản trong nhất chuyển cảnh giới đầu tiên. Nhưng, cảm giác kinh ngạc mà lâm thần mang lại, liệu nó đã kết thúc chưa? Chưa hề. Bởi vì tử kim bản cũng đã bắt đầu chuyển động. Thứ hạng của lâm thần, từ vị trí thứ 98 trên tiềm lực bản, một nhát thì leo lên vị trí thứ 65. Và lúc này, trạng thái của lâm thần đã chuyển thành giai đoạn nhị chuyển cảnh giới. Đúng vậy. Lâm thần đã tiến cấp. Phần thưởng từ bia đá màu vàng, cộng với phần thưởng kinh nghiệm từ kim bản, đã đưa lâm thần vào nhị chuyển cảnh giới. Sức mạnh của hắn ta đã tự nhiên được tăng cường. Và trên tử kim bản, đã xuất hiện một con quái vật chỉ là nhị chuyển cảnh giới, nhưng đã xếp trong 70 người hàng đầu. Đó là lâm thần. Lần này, mọi người trong sân đấu đều đứng lên. Bị làm cho kinh ngạc. Nhân tộc này có thể đánh bậc nhân hoàng rồi à. Ồ, Nhất chuyển cảnh giới đầu tiên đứng đầu tiềm lực bản, nhị chuyển cảnh giới đã vào tốt 70 trên tử kim bản. Thiên phú như vậy, nhân tộc này đang phát triển mạnh mẽ. Không ngạc nhiên rằng lần này, phi thiên hổ đã gặp phải thất bại lớn trên nhân tộc này. Có vẻ như nhân tộc này đang đạt được vị trí số 1 của chiến trường chúng ta rồi. Tiên linh tộc danh tiếng đang bị áp đảo hoàn toàn. Nhiều bậc cường giả của các chủng tộc đã lên tiếng. Có người bị kinh ngạc nhưng cũng có người bày tỏ sự đắng cay. Hơn nữa, có người đã bắt đầu âm thầm gieo rắc và tuyên truyền rằng nhân tộc này đang trỗi dậy. Trước tình hình đó, chủ soái chính của nhân tộc, hộ quốc công long diên đạo, chỉ biết im lặng ngơ ngác. Được rồi, được rồi. Ngươi cần phải có sức mạnh đến như vậy không? Lâm thần à, làm sao bây giờ mà ta lừa dối cho được? Ngươi không cần phải mạnh đến như vậy đâu. Ôi, ngươi biết không, súng bắn là bắn chim đầu đàn đó. Tất nhiên lâm thần không biết. Lúc này, hắn đang chìm đắm trong niềm vui to lớn. Ôi trời ơi! Phần thưởng lần này, đơn giản là quá phải lòng. Phần thưởng từ bia đá màu vàng, kinh nghiệm đã đạt đến 5 tỷ. Kinh nghiệm linh hồn 500 ngàn. Thậm chí còn có 5 viên thánh tinh. Hơn nữa, cấm chú, nhất đao trảm thương khung cũng đã nằm trong tay. Tiếp theo là kim bản kinh nghiệm 2 tỷ, phần thưởng lên đỉnh thêm một 10 tỷ. Làm cho hắn ta trực tiếp lên cấp. Kinh nghiệm linh hồn 200 ngàn, phần thưởng lên đỉnh thêm 30 ngàn. Điều này làm cho kinh nghiệm linh hồn của lâm thần, ngay khi vừa đạt đến thần đồ cảnh đỉnh phong, tăng thêm 10% kinh nghiệm linh hồn. Để leo từ thần đồ cảnh đỉnh phong lên thần sứ cảnh cần 100 triệu kinh nghiệm linh hồn. Quá đáng sợ. Nhưng không sao. Lâm Thần vẫn có thể sử dụng toàn bộ nhị chuyển cảnh giới để tích lũy kinh nghiệm linh hồn tu luyện. Thưởng thánh tinh 20 viên, phần thưởng lên đỉnh thêm 100. Kim bản cũng cung cấp 4 tỷ kinh nghiệm, 200.000 kinh nghiệm linh hồn và 40 viên thánh tinh. Hiện tại, Lâm Thần đã có hơn 200 viên thánh tinh trong tay. Kiếm được quá nhiều rồi. Và thuộc tính của Lâm Thần một lần nữa đã được tăng cường. Hiện tại, hắn đã tiến vào nhị chuyển cảnh giới Cả nhất chuyển cảnh giới đã làm cho việc điều chỉnh thuộc tính của hắn tăng khoảng 180%. Vì vậy, nhiều thuộc tính của lâm thần đã gấp đôi. Trong trạng thái ba sủng vật phụ thể, lượng máu của lâm thần đã đạt đến 1,2 triệu. Sức tấn công song song đã vượt qua 1,2 triệu. Tất cả đều là sức tấn công trần, tính cả 350.000 từ khu mộ kiếm, đã đạt đến 1,55 triệu. Tốc độ cũng đã đạt đến cấp độ 4.000 giác. Hiện tại, thuộc tính máu của lâm thần đã sánh ngang với thuộc tính tấn công nhưng lâm thần là một thiên hành giả một người chơi vai trò cận chiến yếu ớt tuy nhiên lượng máu hiện tại của lâm thần lại cao hơn đối thủ ở nhị chuyển cảnh giới trung kỳ đức mễ lạc một vài trăm nghìn điều này là kết quả của việc lâm thần điều chỉnh khi còn ở nhất chuyển cảnh giới bởi vì dữ liệu tấn công song song của lâm thần rất cao vì vậy lâm thần không muốn trở thành người cực kỳ yếu ớt nữa nên khi điều chỉnh, hắn tập trung vào lượng máu. Lượng máu mạnh mẽ mang lại cải thiện cho mọi khía cạnh của phòng thủ. Lâm thần cảm thấy rất hài lòng với điều này. Dù sao, hiện tại, lực tấn công song song của hắn ta vẫn không kém cạnh. Thuộc tính đáng sợ này đã khiến Lâm thần trở thành người đứng đầu một cách xứng đáng. Lâm thần rất vui mừng. Tuy nhiên, những người khác đều ngạc nhiên. Quái vật. Bàn gia nhìn thấy kim bản và tử kim bản sau đó nhìn lâm thần, đưa ra đánh giá chỉ bằng hai chữ. Trước đây, hắn mới là người có tiềm năng cao nhất trên tiềm lực bản của nhân tộc. Nhưng chỉ sau thời gian ngắn, hắn đã bị vượt qua. Trên bảng xếp hạng, bị lâm thần đánh bại một cách nhanh chóng. Moi nhìn lâm thần, ánh mắt cô rất phức tạp. Cô có thể, cũng muốn lâm thần sống tốt. Nhưng lâm thần hiện tại sống quá tốt rồi. Tất nhiên, trong lòng moi vẫn còn một chút không cam lòng tóm lại tâm trạng của cô rất phức tạp từ khi ở băng tuyết thành lần đầu tiên gặp lâm thần lúc đó lâm thần trong mắt cô vẫn chỉ là một con kiến nhưng chỉ sau thời gian ngắn lâm thần dường như đã khiến cô cảm thấy khó lòng với tới lâm thần đã lên cấp đã nhị chuyển lâm thần hiện tại thuộc tính lâm thần nghề nghiệp thiên hành giả

1.228.000, cộng 350.000 Tốc độ di chuyển 4.400 giác mỗi giây Linh hồn tu luyện Thần đồ, đỉnh phong Kinh nghiệm linh hồn 1 triệu trên 10 triệu Thuộc tính linh hồn Tăng cường tất cả thuộc tính 150%, nâng cấp tất cả kỹ năng 15 cấp, điểm kỹ năng cộng 150 Trạng thái phụ thể 3

Tổng tăng cường thuộc tính được tính dựa trên tăng cường thuộc tính nhất chuyển cảnh giới lần 1 là 10% cộng với 180%, nhị chuyển cảnh giới là 21%, cộng thêm tăng cường linh hồn 150% và 125% từ ba sủng vật. Tổng cộng là 4.86 lần tăng cường thuộc tính. Ngoài ra, là 6 món trang bị cấp 9 sao trên toàn bộ cơ thể lâm thần, trong đó thuộc tính của thái cổ thiên cực như sau. Thần, thái cổ thiên cực. Chất lượng, Thái cổ thần khí Cấp độ 1 Thuộc tính Tinh thần cộng 5000, sức mạnh cộng 5000 Đặc tính 1 Nâng cấp tất cả kỹ năng 10 cấp Đặc tính 2 Tăng cường hiệu quả kỹ năng 100% Đặc tính 3 Xuyên thủng vật lý và phép thuật cộng 50 Kỹ năng đặc biệt 1 Cấm chú, vạn kiếm quy khư Kỹ năng đặc biệt 2 Phối hợp huyết mạch, thái cổ kiếm chủ. Lỗ khảm một. Thị huyết, kỹ năng đá quý, có thể khắc lên trang bị loại vũ khí, khi kích hoạt, trong 30 giây, 20% sát thương từ đánh thường và kỹ năng sẽ chuyển hóa thành máu của người tấn công. Tiêu hao mana. 300, thời gian hồi chiêu. 5 phút. Lỗ khảm 2. Tinh thần cộng 450. Lỗ khảm 3. Sức mạnh cộng 450. Cấm chú, vạn kiếm quy cư Tập hợp ngàn đạo kiếm khí Gây sát thương cơ bản 100,000 Mỗi lượt gom thêm một đạo kiếm tăng thêm 0.003% sát thương tấn công song song Sau đó tập hợp thành một thanh thiên thần kiếm chém xuyên tới mục tiêu Và hủy diệt tất cả trên đường đi Tiêu hao mana 100% Thời gian hồi chiêu 24 giờ Không thể nâng cấp, không ảnh hưởng bởi bất kỳ hiệu ứng tăng cường kỹ năng từ trang bị nào phối hợp huyết mạch, thái cổ kiếm chủ. Có thể ra lệnh cho mọi loại vũ khí loại kiếm, kiếm linh, kiếm thị, vân vân, tăng thêm 20% sát thương xuyên thủng kiếm khí, nếu đối thủ sử dụng vũ khí kiếm cũng như kỹ năng kiếm và kiếm khí thì sát thương ngươi nhận giảm đi 50%, sát thương kỹ năng kiếm của ngươi tăng thêm 50%. Vì vậy, trang bị của Lâm Thần và thuộc tính cơ bản từ cấp độ đã rất cao rồi, kết hợp với tăng cường 4.86 lần khi lên đến nhị chuyển cảnh giới thần đồ đỉnh phong thuộc tính của hắn ta rất mạnh mẽ trang bị sau này sẽ không còn là tự làm thủ công mà sẽ là các vật phẩm trọng bảo hoặc thượng cổ viễn cổ thái cổ và có các tiền tố như thần thánh tiên ma quỷ và như vậy tùy thuộc vào chất lượng dẫu sao trang bị cấp độ nhị chuyển sẽ cao cấp hơn lúc này lâm thần tràn đầy tinh thần không còn hình ảnh thô bỉ như trước đây hắn đã thăng cấp hắn không còn là nhất chuyển nữa. Bây giờ, hắn là nhị chuyển. Trước hết, đối diện với một nhóm yêu nghiệt ở cấp độ nhị chuyển, áp lực đối với lâm thần đã giảm đi rất nhiều. Điều này giúp hắn giảm bớt áp lực đáng kể. Hơn nữa, hiện tại, sức mạnh của lâm thần thật sự có thể xem thường những thiên tài các tộc khác. Theo quan điểm của lâm thần, chỉ có vài người đứng trước kim bản có thể so sánh với mình ở cấp độ nhất chuyển, nhưng chắc chắn rằng hắn ta đã ăn được khoảng 20% so với họ. Ngoài ra, ba sủng vật của Lâm Thần đều là Sử Thi và Chu Điểu vẫn là thần thoại. Và cho đến bây giờ, Lâm Thần vẫn chưa gặp ai có bất kỳ sủng vật có phẩm chất cao hơn mình. Có lẽ những yêu nghiệt này chỉ có thể có một con sủng vật truyền kỳ cũng đã rất tốt rồi. Vì vậy, trong việc tăng cường sủng vật, Lâm Thần có lợi thế hơn 20% trở lên. Cuối cùng là trang bị. Hiện tại Lâm thần vẫn đang sử dụng trang bị nhất chuyển, nhưng thuộc tính và đá quý đều đã đạt tới mức tối đa, trong đó thái cổ thiên cực đặc biệt mạnh mẽ. Lâm thần cho rằng, ngay cả vi tiên tử, kinh thần, bàn gia, hổ kinh thiên và những người dẫn đầu trong kim bản, không có thuộc tính mạnh mẽ như bản thân mình hiện nay. Vì vậy, lâm thần chắc chắn sẽ rất tự tin. Nghe nói ở cấp độ tứ chuyển, hắn ta có thể hợp thể thêm một con sủng vật. Lúc đó, lâm thần sẽ càng mạnh mẽ hơn tốt hơn lâm thần bây giờ có thể nói là một thân cấm chú hắn mới vừa mới lĩnh ngộ được đao cương đao ý còn có kiếm khí kiếm thế vì vậy lâm thần hiện tại cầm trong tay thái cổ thiên cực đứng trước bia đá trông có vẻ coi thường những sinh linh khác hắn không còn giả vờ nữa ngã bài nhé ta lâm thần vô địch các ngươi thích làm gì thì làm quay lưng trực tiếp với các ngươi có gì vậy Tất nhiên, Lâm Thần không có ý định giả vờ. Đó là vì bia đá màu vàng vẫn chưa biến mất. Và trên bia đá màu vàng đó, còn có một tia đao ý. Lâm Thần đang cố gắng lĩnh ngộ trong thời gian hạn chế. Thực tế, đối với Lâm Thần, việc lĩnh ngộ đó chính là ép buộc khắc ghi tia đao ý đó vào thức hải của mình, nhờ vậy đao ý của hắn ta sẽ trở nên tinh khiết. Hắn ta quay lưng lại, bất chấp mọi người đứng trước bia đá màu vàng có vẻ như đã nhập vào một trạng thái lãng quên tất cả, ánh mắt của vi tiên tử kia trông rất phức tạp. Ngôi vị hạng nhất trên kim bản của cô đã mất đi. Vừa mới ngồi lên luôn. Mông còn chưa kịp nóng. Chỉ trong một thoáng, đã bị vượt mặt trực tiếp. Hơn nữa, hắn ta gần như chỉ mất chưa đến 10 phút để vượt qua bia đá màu vàng này. Những người khác, thậm chí còn mới bắt đầu đắm chìm trong việc giải quyết câu hỏi. Tốc độ này quá nhanh chứ nhị chuyển sơ kỳ nhưng lại đạt được hạng 65 trên tử kim bản. Điều đó có nghĩa là, Lâm Thần hiện tại có thể đấu với một số lão gia hỏa tam chuyển đỉnh phong à. Thật là đáng sợ. Vì vậy, ánh mắt của vi tiên tử trở nên rất phức tạp. Tất nhiên, cô ta không thể vui vẻ được. Vì sự tồn tại của Lâm Thần đã trực tiếp phá vỡ sự độc quyền của tiên linh tộc trên tiềm lực bản. Ban đầu, Vị trí của cô và kinh thần trên tử kim bảng đã đủ để uy hiếp tất cả các bộ tộc. Nhưng bây giờ, sự uy hiếp đó không còn nữa. Chỉ vì hắn, bộ tộc nhân tộc có một lâm thần. Hiện tại, thứ tự trên tử kim bảng là như sau. Lâm thần đứng đầu. Cô ấy thứ hai. Kinh thần thứ ba. Hổ kinh thiên thứ tư. Bàn gia thứ năm. Các ngươi nghĩ thế nào, tiên linh tộc mạnh hơn? hay nhân tộc mạnh hơn. Lâm thần, những gì ngươi nói trước đây có còn hiệu lực không? Vi tiên tử đột ngột hỏi thử. Bất ngờ khi cô ta nói ra, toàn bộ mọi người chìm trong sự ngạc nhiên. Vì cô ta là vi tiên tử mà. Tiên linh tộc, thánh nữ được xác định sẵn. Là một nữ thần lạnh lùng nổi tiếng. Có lúc, có người nói nếu trong cấp 2 chiến trường có một nữ thần bản, thì chắc chắn vi tiên tử là số 1 trước hết cô ấy thật sự rất xinh đẹp đôi cánh ve đã từng là đặc điểm của một số thần linh tiên linh tộc là một trong số ít những bộ tộc mà một số thần linh đã công nhận là họ hàng trực tiếp vì vậy không chỉ có lý lịch của cô ta mạnh mẽ bộ tộc của cô ta cũng mạnh mẽ và kinh thần trước đây luôn xuất hiện như là sứ giả hộ tống của vi tiên tử nên thực tế nhiều sinh vật thuộc nhiều bộ tộc trong bí mật đều rất ghét kinh thần như lâm thần đã nói trước đó đó là hận đoạt vợ. Vì điều đó, kinh thần không biết bị chửi đến mức nào ở sau lưng. Nhưng thực tế là, hắn ta chỉ là một liếm chó bên cạnh Vi Tiên tử. Vi Tiên tử luôn lạnh lùng. Sau khi có người tính toán, dường như từ khi Vi Tiên tử đến chiến trường đế quốc, cô đã chỉ nói chuyện với người ngoài không quá 10 câu. Trong đó, thậm chí cả các thành viên tiên linh tộc như kinh thần cũng bị tính vào. Ngay cả chủ soái của tiên linh tộc cũng nói rằng các vi không có gì không tốt, chỉ là cô không tôn trọng mặt mũi hắn ta. Khi hắn ta nói chuyện với cô, cô chỉ gật đầu rồi đi. Và bây giờ, vi tiên tử đã nói chuyện với lâm thần nhiều câu chưa? Cô ấy thậm chí còn tự tìm lâm thần để nói chuyện. Cô ấy còn hỏi lâm thần, những lời hứa trước đó có còn được tính không? Nhưng lâm thần nheo mắt đáng ghét, sau khi mới lĩnh ngộ rõ ý nghĩa của đao ý, hắn ta hỏi. Ý ngươi là gì? Ngươi. Vi tiên tử cảm thấy không biết nói gì. Gia hỏa này, có phải miệng lưỡi dẻo quẹo quá nhiều không, giờ ngay cả những lời hắn ta nói chỉ 10 phút trước cũng không nhớ. "Ngươi không phải nói chúng ta có thể hợp tác mạnh không?" Vi tiên tử tiếp tục hỏi. "Bây giờ, có tính không?" "Ồ, chuyện này à." Lâm thần cười, nói, "Trước đó, ta thực sự có ý đó, nhưng kinh thần ở phía ngươi không đồng ý phải không?" Vậy chúng ta tiếp tục làm kẻ thù nhé. Hơn nữa, ta không tin rằng các ngươi sẽ còn muốn giải đố cùng ta, vì ngươi đã biết, tốc độ giải đố của ta, ngay cả khi ngươi nằm sấp chổng mông lên cũng không theo kịp. Phi vì... Vi tiên tử sĩ nhục lâm thần một cái, cô ấy nói lạnh lùng. Được, chúng ta sẽ chia tay tại đây. Đợi đã. Lâm thần lại nói. Ngươi, còn việc gì? Vi tiên tử quay đầu lại. Không hiểu vì sao, Trước mặt Lâm Thần, cô ấy không thể giữ được sự lạnh lùng. Chắc chắn không phải vì sức mạnh. Tên Kinh Thần trước đó cũng mạnh hơn cô ấy một chút. Nhưng Vi Tiên tử chưa bao giờ đối xử như vậy với hắn ta. Vi Tiên tử không hiểu nổi, cuối cùng chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy. Chắc chắn là Lâm Thần này quá vô liêm sỉ. Đúng, chính là vậy. Lâm Thần nhưng không nhìn cô, ánh mắt hắn hướng về Kinh Thần, hắn nói: "Kinh Thần Bây giờ ta là kim bản đệ nhất, ta biết trong lòng ngươi chắc chắn không chịu thua, nhưng điều này là sự thật. Ngươi có suy nghĩ về việc đâm sau lưng ta một lần không? Nói bậy. Kinh thần tức giận đáp lại. Hắn ta trở nên cuốn lên. Làm sao mà ý đồ của mình, lâm thần lại đoán được ngay. Ha ha. Lâm thần cười. Ta không quan tâm, miễn là ngươi có thể đánh lén được. Nhưng ta muốn nhắc tất cả mọi người, nếu kinh thần thật sự đánh lén được ta thì trong các di tích tiếp, tiếp theo ta sẽ trở thành như một hồn ma khiến cả tiên linh tộc không yên lời ta nói đây là lần cuối cùng nói tùy ngươi vi tiên tử nói ba từ rồi rời đi nghe được lời đó lâm thần cười một cách kỳ quặc nha đầu này có vẻ không bình thường chút nào cô ấy là người ít sợ lâm thần tấn công bất ngờ nhất bởi vì cô ấy có ký kết khế ước với lâm thần nếu Lâm Thần muốn đối phó với cô ấy, thì chỉ có thể làm một cách công khai. vậy nên làm sao cô ấy có thể nói ra ba chữ tùy ngươi như vậy? cô ấy đã suy nghĩ đến cảm nhận của người khác chưa? diện mạo của kinh thần trở nên rất tồi tệ. ngày xưa hắn ta đã từng là số một trên kim bản, không ai có thể đối đầu với hắn ta dưới tam chuyển. nhưng bây giờ hắn ta lại bị đe dọa. nhưng vào thời điểm này hắn ta không dám nói một lời quá uất ức. Vì vậy, khi rời đi, kinh thần không thể nhịn được than phiền. Khi ta khôi phục sức mạnh, ta nhất định sẽ kiếm lâm thần. Lần này, các tiên linh khác cũng không thể kìm nén được nữa. Lần này, trong sáu người tiên linh, ngoài kinh thần và các vi, còn có bốn người khác. Ba nam một nữ. Trong số đó, người phụ nữ tên là Gina. Đường tỷ của các vi. Đứng thứ 52 trên kim bảng còn ba người nam khác lần lượt là Hạ Dục, thứ 81, Cán Lãng, thứ 27, và Thiết Sao, thứ 56. Với bốn tiên linh này, ai có thể là đối thủ của Lâm Thần? Câu nói, tùy ngươi, trước đó của vi tiên tử đã làm bốn tiên linh này cảm thấy khó chịu. Cảm giác rằng vi tiên tử không quan tâm đến họ. Và bây giờ, kinh thần lại mở miệng muốn tìm Lâm Thần để trả thù. Gina cố gắng khuyên bảo. Kinh thần, chúng ta vẫn nên coi trọng lợi ích chung. Lần này, tất cả lệnh bài của ngươi đã bị lâm thần chiếm đoạt, kết hợp với lệnh bài của bia đá màu vàng đạt 50 điểm, có lẽ thứ hạng của chúng ta trong tiên linh tộc đã bị Long Linh Quốc vượt qua. Vì vậy, chúng ta nên nhanh chóng tiếp tục vượt qua di tích để lấy lệnh bài. Ừ, sau khi ra khỏi đây, ngươi có đủ cơ hội để trả thù hắn ta. Hạ dục cũng cố gắng khuyên. Nhưng kinh thần im lặng không nói lời nào. Lúc này Gina hơi lo lắng, cô tìm đến các vi nói đường muội hãy thuyết phục kinh thần đi a à. vi tiên tử nhìn kinh thần một cái nhưng không muốn nói một từ nào với hắn ta cô quay đầu đi với thái độ này của nữ thần khiến kinh thần càng tức giận hơn hắn ta lạnh lùng nói mọi người hãy yên tâm ta sẽ đi tấn công hắn ta một mình hắn ta đã đánh lén ta một lần liệu ta có thể không trả đũa lại được sao lúc đó dù thành công hay thất bại đều không liên quan đến các ngươi nhưng liệu lâm thần có nghĩ như vậy không thiết sao không nhịn được nữa, trực tiếp trách móc. Đã nói rồi, ngươi muốn trả thù, sau này còn rất nhiều cơ hội, điều gì quan trọng đến mức ngươi không thể chịu đựng được vài ngày. Kinh thần, ngươi cũng hãy xem xét cho lợi ích chung của chúng ta, được không? Đừng còn cư xử như một mãn phu nữa. Mãn phu? Đúng vậy. Các vi cũng nghĩ rằng kinh thần chỉ là một mãn phu. Vì vậy, cô chưa bao giờ coi trọng hắn ta là ai cả hiện tại không còn khả năng nữa một kiếm của lâm thần đã khiến kinh thần cảm thấy lòng đau nhói kinh thần đang trong tâm trạng không ổn và trạng thái không bình thường ta đã nói rồi ta không muốn các ngươi can thiệp công việc ta muốn làm các ngươi có quyền làm gì kinh thần hét lên ta kinh thần nhất định sẽ giết lâm thần quan tâm gì đến hắn ta đi thôi vi tiên tử cùng với một số tiên linh khác rời đi không lâu sau họ tìm được một khối địa bàn ở đó có hai con thỏ đó là tiên linh wow nhiều tiên linh quá chúng ta không đánh nhau đúng chúng ta là bạn tốt của nhân loại không đúng nhân loại là bạn tốt của chúng ta hơn nữa lâm thần là người tốt nhìn thấy vi tiên tử và nhóm đi tới hai con thỏ ngay lập tức nói chuyện với nhau Mặc dù chúng chỉ có trí tuệ của một đứa trẻ, nhưng chúng biết nên gây rối với ai, ví dụ như khi gặp lâm thần trước đó, chúng đã nhận ra rằng bàn gia không có ở đây và có thể thử một phen. Cuối cùng, chúng đã bị lâm thần đánh bại thảm hại. Bây giờ chúng cũng hiểu rằng không thể treo vào tiên linh tộc. Vì vậy chúng nói không đánh nhau. Và còn nhắc đến mối quan hệ của chúng. Chúng là bạn tốt của nhân loại. Câu cuối cùng, đó là câu nhờ của lâm thần lâm thần vi tiên tử cảm thấy bối rối lại là lâm thần sao lâm thần là người tốt hắn ta không bao giờ giết người vô tội lâm thần ca ca là người tốt nhất tốt nhất hai con thỏ tiếp tục nói nếu kinh thần ở đây chắc chắn nó sẽ điên cuồng nhưng hai con thỏ này may mắn không gặp kinh thần mà gặp vi tiên tử vi tiên tử lại tiến gần hai con thỏ và hỏi tại sao các ngươi nghĩ lâm thần là người tốt vì lâm thần ca ca đã tha thứ cho chúng ta lâm thần còn nói là bạn tốt của chúng ta nhìn hai con thỏ đang nhảy nhót trước mắt vi tiên tử cảm thấy không biết nên cười hay là khóc nữa làm sao đây có nên tấn công hay không cán lãng nhắc nhở các vi một cách nhỏ nhẹ hình như chúng có nhiều lệnh bài trên cơ thể nhưng khi hắn nhìn vào ánh mắt của các vi hắn ngay lập tức nói đúng rồi trí tuệ của băng sơn thỏ tương đương với trẻ con Chúng không nên lừa gạt người, có lẽ Lâm thần và chúng có mối quan hệ không đơn giản. Vậy chúng ta, để chúng đi. Hạ Dục cẩn thận mở miệng. Hắn chỉ đứng thứ 82, là có thực lực yếu nhất. Hắn thật sự không muốn làm mất lòng Lâm thần. Một kiếm kia của Lâm thần trong thời kỳ nhất chuyển có thể làm kinh thần bị thương nặng. Và bây giờ, Lâm thần chắc chắn còn đáng sợ hơn nữa. Lúc này, Vi Tiên Tử lại hỏi hai con thỏ. Con nào lớn, con nào nhỏ? Ta là ca ca Bính Bính. Ta là muội muội khiêu Kiêu. Nghe câu trả lời của hai con thỏ, trên khuôn mặt của Vi Tiên tử hiện lên một nụ cười. Ngươi hãy đi, nhưng ngươi sẽ gặp nguy hiểm, tốt nhất khi gặp các chủng tộc khác, nói với họ về mối quan hệ của ngươi với Lâm Thần. Nhưng ta cảnh báo, Lâm Thần cũng không nhất định là người tốt. Vi Tiên tử nhắc nhở. Nói bậy, Lâm Thần chính là người tốt. Đúng Lâm thần ca ca là người tốt Bính bính khiêu khiêu đi bộ tiếp Nhìn bóng lưng hai con thỏ Vì tiên tử không thể không trầm tư Liệu lâm thần có tính là người tốt không Hắn ta rõ ràng Chỉ là một tên xấu xa đáng ghét Lúc này Phía lâm thần vừa tiêu diệt một con quái tím Nhận được lệnh bài Hơn nữa Hiện tại trời đã dần tối Lâm thần nói với mọi người Kết thúc chúng ta tìm một nơi để nghỉ ngơi vào buổi tối mọi người luân phiên tuần tra đêm đương nhiên để an toàn chúng ta sẽ cử một người từ mỗi bộ tộc cùng tuần tra đêm phía chúng ta để ta đi trước ta sẽ đi cùng ngươi moi đột nhiên nói cô ấy trông có chút vội vã giống như sợ su mang hoặc a sơ cùng cô ấy cạnh tranh nhưng lâm thần không chú ý bởi vì hắn đã nhìn vào nơi chứa bia đá màu vàng buổi tối ở đó nên có thể tạo ra tử linh. Đúng lúc cũng đến lúc để Dương Hữu Dung thăng cấp. Đạt tới Quỷ Hoàng cảnh giới, vai trò của Dương Hữu Dung sẽ không nhỏ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.